Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gắn dây cho thiết bị N300RH. Như theo cách gắn truyền thống, chúng ta sẽ có một dây nguồn và một dây mạng kết nối từ switch lên. Thì dây nguồn các bạn gắn vào lỗ nguồn, còn dây mạng khi các bạn muốn thiết bị N300RH làm router Wi-Fi thì các bạn gắn vào bọc WAN. Vậy các bạn muốn N300RH làm access point thì các bạn gắn vào bọc LAN. Ở đây tôi sẽ dùng 300RH này để làm access point, cho nên tôi sẽ gắn vào bọc LAN. Và các bạn sẽ thấy đèn status của bọc LAN 3 sẽ sáng lên. Đây là cách kết nối dây theo kiểu thông thường. Thế nhưng khi nãy tôi đã trình bày thiết bị N300RH có hỗ trợ Backseat BOE, cho nên chúng ta sẽ có thể dùng cục nguồn Backseat BOE để cấp nguồn và data cho thiết bị chỉ trên một sợi dây mạng duy nhất. Đầu tiên, chúng ta dùng nguồn và dây data từ switch đi lên gắn vào thiết bị BOE. Cục BOE là có hai đầu, một đầu vào và một đầu ra. Thì đầu vào gồm có nguồn vào và dây data vào, và bọt ra thì là bọt BOE tích hợp cả data và nguồn. Thì đầu bên này tôi sẽ gắn nguồn của thiết bị vào, và tôi sẽ gắn dây data từ switch lên. Và đầu còn lại tôi sẽ dùng một con dây mạng để kết nối cục Backseat BOE và thiết bị N300RH. Một đầu tôi sẽ gắn vào cục Backseat BOE, và đầu còn lại tôi sẽ gắn vào thiết bị. Nhưng các bạn lưu ý, trên thiết bị N300RH chỉ có bọc LAN 4 và bọc WAN mới hỗ trợ BOE Backseat. Bọc LAN 123 sẽ không hỗ trợ. Cho nên khi tôi gắn vào bọc 4, thiết bị sẽ được cấp nguồn và data. Các bạn có thể thấy đèn trạng thái status bọc LAN 4 đã sáng đèn lên, chứng tỏ là đã có data và thiết bị đã được cấp nguồn chỉ trên một sợi dây mạng duy nhất. Chúng ta cùng thử nghiệm với lại một trong ba bọc còn lại. Bọc LAN 1, 2 và 3 không hỗ trợ BOE Backseat, cho nên khi tôi gắn dây mạng vào, thiết bị không được cấp nguồn. Với tính năng BOE Backseat thì thiết bị N300RH rõ ràng có một lợi thế rất mạnh, đó là các bạn không phải tốn nhiều chi phí để kéo một lúc hai cọng dây. Các bạn chỉ cần kéo một cọng dây mạng đi đến thiết bị, và đầu dây mạng còn lại các bạn có thể tận dụng cục Backseat BOE để tích hợp nguồn và data vào chung một cọng dây mạng. Điều này giúp cho các bạn dễ thi công hơn, và thiết bị N300RH với công suất cao sẽ giúp cho các bạn loại bỏ được những điểm chết của Wi-Fi trong nhà các bạn, và giúp cho các bạn tận hưởng được sóng Wi-Fi mạnh mẽ và ổn định. Xin cảm ơn các bạn đã đến với phần giới thiệu của TotoLink. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những phần giới thiệu tiếp theo. Xin cảm ơn.